Ôi ôi, cái gì vậy? Cái gì đang nhắm vào tôi vậy? Đừng 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 đừng. Các chú khủng long của chúng ta bị bắt tham gia vào trò chơi con mực, và thử thách đầu tiên đó là trò em bé tập đi trong phim, nó gọi là green light red light đó các bạn, đèn xanh đèn đỏ đó. Trò này rất là phổ biến ha, ngay cả ở Hàn Quốc và ở Việt Nam đều phổ biến hết. Không biết làm sao các bạn khủng long lại bị bắt tham gia vào trò này, và để được chiến thắng thì phải bước qua vạch mức, còn nếu mà trong lúc di chuyển mà bị búp bê phát hiện thì sẽ bị chu đùng và xong đời khủng long đó. Các bạn không biết cách nào khác hết, đành phải tham gia vào trò chơi. Nào chúng ta cùng tham gia trò chơi với các bạn nha. Khi búp bê vừa quay lên thì rác liền ấm hở, trò này dễ ẹt, có gì đâu, cứ bước lên thôi. Nhìn ta nè, đó đó, có gì đâu, có gì đâu. Chết rồi, nó có thấy mình không ta? Chắc là không thấy đâu. Ôi ôi, cái gì vậy? Cái gì đang nhắm vào tôi vậy? Đừng 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 đừng. Nhìn thấy T-Rex té xuống, các bạn vô cùng hoảng sợ, không ai dám bước đi hết. Thì bỗng một anh chàng Velociraptor robot đã bước lên. Các bạn ơi, nếu các bạn không bước đi thì chúng ta cũng sẽ chết. Các bạn hãy đi theo mình nha. Nói rồi, chúng nó cùng chờ cho bê quay lên để cùng bước đi. Rồi, quay lên rồi các bạn, đi nào. Bước đi, bước đi, những con khác cũng chưa ai bước đi hết. Nhưng, ơi, chết tôi rồi, mình cũng đã thấy tôi. Hai cho tôi, hai cho tôi, đừng mà. Lần này Velociraptor cũng đã bị bắn, các bạn vô cùng hoảng sợ. Nhưng thời gian không còn nhiều, các bạn đành phải bước lên thôi. Bây đã quay lên rồi, chúng ta bước đi thôi các bạn. Thì hết bước lên trước. Các bạn bước lên, các bạn bước lên, các bạn bước lên trên. Bước lên thôi, bước lên thôi, bước lên thôi. À, chết rồi, hình như nó thấy tôi rồi. Làm sao bây giờ? Đừng, đừng, chết rồi, nó đang ngắm vào tôi. Đừng, đừng, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Đừng, đừng. Còn lại các bạn, dù rất hoảng sợ nhưng cũng phải dành nhau để bước lên, vì không ai muốn làm người bước đi cuối cùng hết đó. Ai cũng phải bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên. Chết rồi, T-Rex đã té. Các bạn đều lo sợ cho T-Rex nhưng không biết làm sao. Hình như búp bê nó đã thấy T-Rex rồi. Đừng đừng, cho tôi đứng dậy đã, cho tôi đứng dậy đã mà. Đừng nha, đừng đừng đừng. Các bạn còn lại vô cùng hoảng sợ, đặc biệt là Stegosaurus. Nó hoảng sợ lắm, nó kêu tôi không chơi nữa đâu, tôi không chơi nữa đâu, tôi phải về thôi, tôi phải về thôi. Tôi chạy đây, tôi chạy đây. Đừng 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 bắn tôi nha, đừng bắn tôi sợ lắm. Còn lại ba bạn, các bạn lần này phải đua với nhau thiệt nhiều rồi, bởi vì con nào chậm nhất thì sẽ bị rớt lại và sẽ bị xử thua cuộc. Phải lo chạy thôi, lo chạy thôi, lo chạy thôi, lo chạy thôi. Hai anh chàng này phải chạy thiệt nhanh, thiệt nhanh, thiệt nhanh, bỏ lại Pteranodon còn kẹt lại ở phía sau.
rất là chậm chạp, và Pteranodon đã không thoát khỏi định mệnh của mình. Một dòng sữa nhắm vào Pteranodon và đùng. Xin chúc mừng hai nhà vô địch, các bạn đã chiến thắng trong trò chơi em bé tập đi. Tuy nhiên, để giành tiếng thắng sau cùng, chỉ có một vé cho một người mạnh nhất là được sống sót, còn người kia sẽ phải nằm lại ở đây mãi mãi. Hai bạn phải chiến đấu với nhau thôi. Hai bạn rất là buồn, bởi vì trước giờ các bạn sống chung với nhau, chơi với nhau rất thân, nhưng mà bây giờ các bạn phải chiến đấu với nhau, rất là tội nghiệp, rất là bi đát, nhưng không thể nào làm cách nào khác. Các bạn đành phải chiến đấu vì cuộc sống thôi. Không có vé cho người thua cuộc đâu, chúng ta phải chiến đấu thôi. Ankylo à, chúc bạn may mắn nha. Ừ, Velociraptor, chúc bạn may mắn nha. Ai còn sống sót nhớ đừng quên người kia nha. Nói rồi, Ankylo lùi xa ra một bước để chuẩn bị chiến đấu. Velociraptor cũng vậy. Bạn lùi về vị trí chiến đấu luôn. Velociraptor há miệng thật to và phun ra một ngọn lửa thơm không hề thua kém Velociraptor. Ankylo cũng phun ra một ngọn lửa màu xanh huyền bí. Rõ ràng là ngọn lửa của Velociraptor đã mạnh mẽ hơn ngọn lửa của Ankylo. Velociraptor đã chiến thắng trong trò chơi con mực này. Tuy nhiên, bạn bè của nó đã chết hết rồi. Nó sống lại một mình cũng rất là vô vị. Nó rất hận bọn tổ chức trò chơi, và nó thề sẽ trả thù cho các bạn của mình. Hãy đợi đấy. Các bạn ơi, mình vừa kết thúc cái phần 1 của bộ phim trò chơi con mực phiên bản khủng long. Nếu các bạn thấy hay, nhớ bấm subscribe kênh Học Viện Khủng Long để tiếp tục xem những phần sau nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. À, các bạn nhớ ghé thăm trang web khunglong.net để biết được thêm nhiều kiến thức thú vị về khủng long nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.